cánh thư nghiêng nghiêng nên chữ của em hồng tròn. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Này em gửi ra tới chiến trường mang chuốn tình hậu phương thương mến. Ngồi động lá thư đơn sơ tha thiết văn chương hồng tròn. Nhìn cầm bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len bâng khuâng tôi nghe trong hồn chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thần là vui, không quên người sương gió phương trời. Ô im gửi tình đi muôn nơi, thần nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ kính chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân nồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem duyên thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên lời sương gió phương trời. Ô im gửi tình đi muôn nơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Hãy subscribe.
về xin hãy yêu.